Ừ, ở tiền lòng ở đâu thì có rung. Ừ, nó bệnh ra gần 3 tuần rồi thầy. Bữa cho bữa cái chị Nguyệt đem về cái ẩm hồi đang đen á. Ờ, uống này khi nó đỡ. Té làm sao mà nó chày dữ vậy con? Lọ cái chân nó già bếp á. Bếp mà chỗ nào mà chày dữ vậy? Bếp tốt rồi sao? Đau lắm á. Giỡn đâu nghe. Máu không à, bữa cái mặt đen thui. Không. Mà đập cái số giờ luôn. Cho ăn chút khiếu mà. Ờ, kỷ niệm cái qua sang năm nó làm sao. Ờ, hai anh em bắt tay nhau coi. Không biết bị lớn này dòm nó biết con gái chưa không? Nó phân biệt con gái hay con trai chưa không? Rồi, được rồi. Ừ. Bây giờ chỗ nào? Thôi bốn gì? Em cháu ra cho chồng ăn đi. Ừ. Em cháu đi cháu ra chụp chụp. Thôi, được rồi. Đâu, ăn hay đâu, ăn hay về rồi. Rồi, được rồi con, đi. Rồi nhà con bye bye ông Năm. Nhà bye bye ông Năm. Ừ. Giỏi quá ta. Ừ. Con đi hả? Ừ. Con đi xuống Nam con đi. Ừ. Mai mốt mà ráng làm ăn khá khá lên để thành tiểu thơ. Thấy đứa nào cũng mến cha thôi.
Xe con chạy xe, xe để công ty chứ đâu có chạy về nhà hả? Xe để ta chạy hợp đồng ở trong đông không? Không có gì, 27 chiếc đông dữ à? Hàng nó chở là hàng gì? Rồi. Hồi năm rồi nó khờ, năm nay nó lanh rồi. Hôm rồi nó đứng nó dựa không à. Chê ha, chê của ông Năm ha. Giờ chưa biết giá trị của cái phong bì.